Còn hơ ở khúc bên sông cái Vũng Liêm á cả nhà. Ôi lửa. Ôi. Sao nó cháy khè đi ghê, mãi nhanh tàn cả nhà. Xong đi chú khỏe ghê nha nó. Đây. Cái không những ông táo la làng mà cái nồi nó cũng la làng luôn. Xong ở trong đây cho nó kín đáo thì lại hầm hơi. Trời ơi. Sẵn quay mấy anh bắn bưởi luôn cả nhà cả nhà. Quay cảnh rồi cho nó đa dạng ha. Chào mọi người. Dạ em chào mấy anh ạ. Ôi mua bưởi da xanh ở đâu mà ở dưới một ghe luôn kìa. Có khi nào mua bưởi của ngoại không ta? Ngoại em nhà ngoại em sát bên đây nè đó. Không biết hả? Còn ở đâu? Cùng hôn hả? Em chưa đi cùng hôn bao giờ hết trơn á. Trời ơi, em không qua đám cưới là em chạy theo mấy anh em đi qua đó luôn á. Trời vui ha. Cùng hô ở khúc bên sông cái Vũng Liêm á cả nhà. Ở đây là Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trời ơi. Cùng hô là có mấy cái dịch vụ du lịch nó đi qua bên đó, có người nước ngoài đi du lịch đẹp lắm cả nhà. Con thấy người ta quay clip người ta đăng lên Facebook thấy đẹp lắm. Ơi. Ghe dừa chuối với bưởi. Nãy giờ cả nhà mình xem video là thấy toàn là ghe ha, người ta lưu thông bằng ghe nhiều hơn. Nói chung xe thì cũng có nhưng mà đa số thì mọi người đi ghe nhiều hơn, đi chở trái cây rồi đó, chở trái cây rồi mấy cái ghe này chở dừa, mua dừa những cái nơi khác đem về với Bến Tre bán, hoặc là chở bưởi đem lên Sài Gòn bán vậy đó. Dạ bắt bưởi. Bưởi này mua ở đâu vậy anh, mua của ai à? Lúc đầu của bên Bến Xài á. Như là mình sang lại hả? Đúng rồi. Dạ. Thấy em quen ta. Nãy nhìn. Trời ơi. Hèn chi em ngờ ngợ mà em không dám hỏi, nó quen dữ lắm mà sao em không nhìn ra anh. Ơi ý là không có nhớ anh chứ còn em nhìn ra mà sao kỳ ta, chứ trong đầu mình không nhớ, mình thấy quen dữ lắm. Thấy tính hỏi mà thấy em lơ quá không phải em lơ đâu, tại em quên á. Chứ em gặp là em hỏi à. Trời ơi, chồng của bạn học của Ngân này cả nhà. Có biết đâu. Tại gặp anh cũng ít á, cho nên em đâu có nhớ kỹ. Trời ơi. Gặp mà hỏi thôi, chứ không phải lơ đâu. Bữa nhà xanh ha, em về không về, về nghỉ hè. Nào mới đi. Chắc cũng vài bữa em đi. Mấy tháng à? Tháng 8 thành hả trai gái? Trời ơi, hai đứa gái giờ kiếm đứa trai ngon ha. Ngon lành. Mình anh lo đã luôn. Bà bầu mà ở nhà này, có làm gì được. Một mình chạy. Cũng giỏi, anh cũng giỏi lái bưởi rồi, sang bưởi rồi. Ở nhà cũng trồng cây, trái cây, bưởi, sầu riêng đồ quá trời luôn. Có cây gác ngang hai bên, đằng chợ bưởi dễ cả nhà. Vỏ bưởi thì nặng lắm. Vỏ vậy làm vỏ vậy mấy chục ký anh ha. Chỗ này chắc cỡ năm mấy ký. Dạ. Nhìn phía trước là nhà ngoại của Ngân á cả nhà, đây là cái bờ sông rồi nè. Mọi người hay vận chuyển trái cây rồi mua heo cũng vậy đó, thấy lái heo rồi người ta cũng hay tấp cái bến này nè. Bán lu bán kiệu gì cả.
ghe bự quá trời luôn ha. Ngân mới đi qua clip về mà nó hầm thì nó nóng lực quá cả nhà. Người ta rao bán cái gì dưới sông hả cả nhà? Dưới sông hay bên sông? Nghe tiếng rao văng vẳng. Bán cái gì mà Ngân nghe, nghe rao mà Ngân không có biết người ta bán cái gì luôn. Bên sông, tiếng rao bên sông, chạy xe máy. Đồ ăn hôn hay gì á. Ngân ngồi nhà Ngân ngó ra kìa. Mấy cô mấy gì đi đưa dâu về xỉn rồi kìa, sắp dép rồi kìa. Bố nó bà xỉn rồi con ơi. Sắp dép. Qua nhà trai và phải bê xe lết thôi chứ chịu sao, kham sao khổ. Ủa kham sao nổi. Rượu đế không mới ghê, ở miền Tây mà. Làm sĩ nữa kìa, về nhà còn thứ làm sĩ nữa kìa. Ôi lửa. Ui. Mẹ chứ không ngoại. Cái gáo dừa nó cháy khủng khiếp luôn á. Trời ơi cả nhà ơi. Mấy ngày nay Ngân ăn ăn mấy ngày nay lo đi quay clip rồi này kia, không có để ý sức khỏe cả nhà. Giống như mình bị cảm á, người nó nhức mình, mình mẩy nó khó chịu, giống như bị ai đấm dữ lắm vậy. Nó nặng nề trong người đó nha. Mẹ Ngân hái lá xong hồi sáng. Rồi sáng này Ngân đi qua clip mà không có xong được, giờ chiều mới xong rồi. 4:30 chiều khi mẹ nấu lá xong sớm sớm đặng xong hồi đặng tắm cho nó khỏe. Chứ để xong trễ quá rồi tắm trễ nó lại bệnh nên nó hút nước nữa. Ba gáo dừa nó cháy nó ghê luôn. Nãy Ngân xong hết nước rồi. Trời ơi mồ hôi quá trời luôn. Tương dữ lắm luôn. Mẹ đang hồi canh cho nó sôi lại. Mẹ Ngân hái đầu 4-5 loại lá gì vậy. Lá đu đủ, rồi lá đinh lăng, lá bồng bông, lá chanh, lá xả. Nào giờ Ngân mới biết là lá đu đủ cũng xong được chứ, hồi nào giờ Ngân không biết. Mẹ Ngân hái lá đu đủ xong nó ngổ chứ. Cái lót lá chuối lên trên cái mặt nồi để cho nó hầm hơi, cho mình xong nó hơi nhiều. Gái của Ngân là cả nhà có nhận ra bé Xu đang mặc áo của ai không? Nay bỏ điệu lấy cái áo của mẹ mặc ăn của Ngân á. Cái thương chứ cần láo. Trời ơi thấy cái áo của mẹ mặc, đúng ra là mặc cái quần khác nó hợp hơn, nhưng mà tại vì sợ muỗi cắn cả nhà cho nên là suốt ngày Ngân cứ bắt mặc cái quần dài thể dục vậy đó. Muỗi dữ lắm chứ, cũng có nhiều quần ngắn ngắn, quần giả bấy cũng dễ thương lắm mà không có dám cho mặc, nó cắn bấy bá luôn á. Cắn mà nó có bông luôn á, có ghẻ bông, giống như luôn bông với cái chạch bông vậy á. Cắt kè bông y chang cắt kè luôn, chân y chang cắt kè luôn. Mới đợt trước nó về là cái chân lần nào cũng như y chang cắt kè vậy á. Thế nay điệu đàn hết sức con gái lớn rồi. Trong cái nhà thấy gáo dừa trái ghê không á, trời nhất mình á cả nhà. Mà tối hôm qua kia bé Xu nó massage đầu cho mẹ, rồi hai mẹ con tâm sự nói đủ thứ chuyện hết rồi. Đúng thì mình phải có thời gian mình tâm sự với con mình nhiều hơn. Thì con gái mà gái lớn này trời, mà nói nhiều chuyện nên mình không ngờ tới luôn. Nói mình nghĩ nó không biết ha, nhưng mà nó tâm sự những cái mà nó hiểu chuyện mà nó biết, nó nói trời mình bất ngờ luôn. Mình phải nói để cho mình dạy, chỉ dạy này kia cho mới biết mới hiểu. Thôi nó cháy khè đi ghê, mãi nhanh tàn cả nhà. Xong đi chú khỏe ghê nha, nó đỡ nặng người, tợ nó nặng như là khiêng mấy cục tạ trong người á, đeo mấy cục tạ trong người á, nặng á, nặng nề sao nó nhất của mình, nó lạnh như mồ hôi trong người mình, nó tích tụ lâu ngày nó không có thoát ra được, nó tích tụ cái bắt đầu nó nặng nề, y là
đeo mấy cục tạ tạ, y như là đeo mấy cái cục tạ, mấy cục đá trong người vậy, nó mặn dữ. Mà cái ba cái quỷ, cái quỷ nè, à, gáo dừa nó cháy tà là vậy mà nó không có hơi hát gì, nó lâu sôi nè. Mày thấy cái bánh khớp đè xuống vô đây, cho tiếp vô đây. Cái này hồi xưa có cái bằng ủi ủi đồ là thấy mấy cái này mê lắm nè, bằng ủi hồi xưa mà xài bằng than. Ui vậy nhà ngoại xá chốt dùng cho cháu đi, cháu chụp gì cho cháu yêu của mẹ. Cười cái cây y xe tóc rồi còn để nhức đầu lắm, thấm như cái tóc gít. À, hai mẹ con mặc đồ chung được rồi cả nhà, hai mẹ con mặc đồ chung được đấy. Xu nó cũng có cái áo vàng, Ngân cũng có cái gì y chang, hai mẹ con giống nhau chứ không phải là hai mẹ con mặc không phải là Ngân mặc kéo với Xu nha. Cái áo này nè con, mẹ nói áo này nè, Xu nó cũng có cái y vậy nè. Hò làm như muốn nhìn họng, đau họng, nó làm như bị trúng nước á, giống như là mình bị ứ nước trong người. Tắm rồi nha con, nhớ rửa tay nha, vô xé tóc đi. Tụi nó thơm mùi dịch dữ lắm luôn á con, tối gì là ngủ rồi, vô ngủ là nó thơm lắm á. Cái này nó còn trái hơn lá dừa nữa. Ước gì trên phố mà được con bếp củi ha, đem bưng bếp củi này lên phố. Nấu ngon vậy. Nấu cơm ăn mà nhức cái nhói, nhức cái nách, nhức cái chân, nhức cái tay. Nói gì vậy? À, có lá chuối vô nó hầm hơi xong đổ mồ hôi nó tươm mồ hôi nhiều đó. Mà hồi tối mẹ kiểu mà xong cấp bách á, xong mà giả chiến á, cái mẹ nấu nước trong cái ấm á, rồi đập tỏi với gừng vô xong nó cũng đỡ được phần nào, nhưng mà nó cũng đỡ chút vậy đó nha, chứ mà chắc tối mình không có đi hái lá cây được cái mình xong đỡ vậy đó, nhưng mà điều mà nó không bằng hầm hơi bằng này. Trời ơi ông táo la làng đấy. Cái không những ông táo la làng mà cái nồi nó cũng la làng luôn, biết la lỡ la nãy giờ quá trời luôn, nó khè lửa lên tới cái nắp dung luôn rồi. Không biết rồi. Cho nó thiệt là sôi cho có hơi, cái nữa xong thêm lần từ thứ hai này nữa cho nó ra mồ hôi thiệt, mồ hôi nhiều cho nó khỏe. Cho nó tàn cái lửa ra cây. Đó, nó bùng cái lá này. Lên. Lên. Cái đó. Hả? Gì? Cái bú đó để chồng lên. Nãy sôi ù con gì. Sôi gì nữa nãy giờ không để, giờ này để. Cái nồi xong vô trong buồn, đồ bên đây cũng đồ, bên đây cũng đồ, bên đây cái mùng, bên đây cái giường. Xong ở trong đây cho nó kín đáo thì lại nó hầm hơi vô trong đây, khỏi cần nồi nước xong nó cũng ra mồ hôi nữa. Luôn cái mặt thằng gái tắt camera thằng gái em xong tiếp nha cả nhà. Xong rồi cái nó đỡ, nó nhẹ người, nó nhẹ cũng cỡ 3-4 phần cả nhà. Mà xong đó, nó ra mồ hôi lạnh như nó bị mất nước, khát nước, đang xong mà khát nước quá trời khát luôn kìa bé Xu.
bưng vô cho mẹ ly nước ra mồ hôi tùm tùm luôn. Công nhận mẹ đậy lá chuối mà nó hầm hơi á, với lại nấu nấu củi á, cái hơi nó nhiều hơn nấu ga, quá trời mồ hôi, mồ hôi dữ lắm luôn á, cả lít mồ hôi. Nó giỡn chứ thấy mồ hôi nhiều lắm, lau cái khăn còn muốn dắt cả nước luôn. Bây giờ bưng ra xong hai nước là dữ lắm, không thể nào xong nổi được ba nước, quá trời hầm mà nó khó chịu lắm. Nói chuyện với đứa nào mình cũng thương thiện, nói thiệt nói thôi hả? Ừ. Rồi sao? Mẹ là người hướng nội hướng ngoại luôn hả? Mẹ là người hướng ngoại luôn đó. Hướng nội hướng ngoại luôn. Là hướng tùm lum. Xưa nó nói Ngân là mẹ là người hướng tùm lum. Tức là vừa hướng nội mà vừa hướng ngoại. Hướng nội là sao con? Hướng nội là sao? Hướng nội là ít khi nói chuyện nha, kiểu lạnh lùng gơ lạnh lùng bao vậy. Rồi, là mẹ có vậy luôn. Không, có luôn. Không có, mẹ là hướng ngoại. Ủa sao con nói hướng nội với hướng ngoại? Không có. Vậy là mẹ là người hướng ngoại. Hướng ngoại là sao? Hướng ngoại là hay nói chuyện như khác cũng thiện, hài hước rồi. Vậy hả? Là cái gì cũng nói hả? Nói tùm lum vậy hả? Giống hài hước như mẹ. Vậy hả? Tối hai mẹ con vô một mày. Bây giờ 9 giờ mà chưa có ngủ mà Ngân sửa clip hồi bị nhức đầu á cả nhà. Mình sửa clip mình đeo tai nghe riết á, cái âm thanh á nó cứ văng vẳng trong cái lỗ tai á, nó làm cho mình nhức đầu, với mình chăm chú con mắt á, nó làm cho mình bị căng thẳng, mình nhức đầu nên buông ra. Mới vừa xuất video xong còn một cái video mình sửa rồi mà mình phải xuất video, chứ không thôi là cái app nó kêu mình cập nhật lại nữa, là mình bỏ công mình sửa lại cái clip lại từ đầu nữa thì khổ, mất thời gian. Nhiều khi sửa gian dở cũng phải xuất video, xuất video cho nó thành công rồi bắt đầu khi ngày mơ ấy, mình muốn sửa lại tiếp thì mình sửa để thôi. Như mình làm tiếp theo cái khúc mà sửa rồi thì mình bỏ qua, còn khúc mình chưa sửa thì mình làm tiếp theo. Thế thôi là mình không có xuất video thì bắt đầu là cái app nó cập nhật, nó kêu mình cập nhật lại nữa thì mình làm lại mất thời gian đó. Mong bị hoài luôn, bực mình bị hoài đó. Mày chui vô mùng mà nay nực quá, hầm chết luôn, nóng mở quạt số 3 luôn, hết ga luôn. Hai mẹ con ngồi nóng chết luôn, không có mưa. Trời này mà mưa ngủ chắc tới trưa, ngày mơ 12 giờ trưa chưa dậy. Không có đâu mẹ, là hay mắc cái trứng vậy lắm, trứng dậy sớm. Thưa nói mẹ mắc hai trứng dậy sớm. Mỗi mắc cái trứng dậy sớm chứ mắc hai cái trứng. Mắc trứng dậy sớm mà mắc hai cái. Mẹ nói mắc hai cái trứng không biết nói cái gì. Mắc cái trứng dậy sớm là 5 giờ mấy là dậy rồi đó, mở mắt dậy rồi đó. Ngày nào cũng như ngày nãy nói xu nói sao mẹ không ngủ với con, không ngủ thêm với không con. Không có, không có nói à. Có bữa con ngủ con mơ con quên á. Mẹ không ngủ với con nữa, mẹ đi dậy vậy đó, bữa con nằm đây nè, con lăn lăn đây nè. Con tỉnh nè. Này con tỉnh sao con không nhớ, mẹ đâu có nói láo đâu, nói thiệt mà. Mỗi nào con nói vậy thì con không nhớ. Ừ. À, nói được buông điện thoại ra, đừng có chơi điện thoại nữa. Trời ơi trời 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 trời, cái con này con dùng cái điện thoại vậy đó. Con biết lỡ tay. Con làm tay. Như là tờ giấy vậy xuống, cái điện thoại nha con. Lỡ tay. Ừ. Nói cái điện thoại là cho cùi tay luôn, khỏi chơi, khỏi bấm cho ngủ, bấm trong mơ luôn á. Cả có đứa nhỏ coi trên mạng ấy, nó ngủ mà nó cầm cái tay nó bấm điện thoại cả nhà, mất cười nha. Con có coi clip không? Không. Mất cười không chết rồi. Bữa coi trên Facebook. Con mất cười thôi là bà bị làng ẻ. Bữa con bị thằng làng ẻ ngay cái mặt, mất cười không chết luôn. Mà mất cười thiệt luôn á. Ngồi cái ỉa cái tọt, ngay bon cái gầu má. Lúc mà mẹ đi đám cưới, lúc mà sáng này nè. Cái con để cái nó ỉa lên tay con nè, con hay luôn á. Nghĩ hả? Cái lúc rồi. Sao con nhìn lại con mới thấy á. À, chứ con để cái ca nước con coi chừng nha, con khi mà con uống nước cứ uống con nhớ dòm cái trong cái ly nước nó có cái cục gì đen đen. Đừng có tưởng tiêu nha. Tiêu. Mẹ không có bao giờ bỏ tiêu vô nước. Con để ý nha con, nó hay ỉa bậy lắm. Thằng làng đại lý thằng cả ngàn con. Thằng làng ngổ. Đâu đâu phải giống thú cưng đâu mẹ, đúng chỗ. Đúng rồi. Nó là con vật thôi, nó mới nói nó được. Cái chiếu re này ngủ cũng êm, cũng mát, êm dữ rồi.
học ở đâu vậy bà? Có 20 con vui vô mùng ngồi con ngốc ra em không ngủ. Rồi lại kêu nó ngủ chứ cũng chưa ngủ, mới 9 giờ 15. 9 giờ 15 tôi ngủ rồi. Mẹ ngủ à. Mà nhức đầu cũng chết. Ngủ hoài đâu. Hiện giờ mẹ ngủ sáng 5 rưỡi bà dậy. Nó là mà coi như là cú đêm đại gia. Ủa, cái gì đại gia? Là tính nó đại gia cú đêm xuống. Con là đại ca cú đêm, chị tỷ cú đêm, là đại tỷ cú đêm, nói chung là sư tỷ là thức khuya, không ai thức lợi, số 1 không có số 2. Thức đến lúc 4, 5 giờ sáng là ngục rồi. Bye bye cả nhà nha, đăng ký kênh ủng hộ Ngân nha. Tối nào hai mẹ con cũng chui vô mùng. Rồi có bữa thì Ngân mùi mẫn hơn, Ngân ngủ Ngân cũng có nói chuyện với Xu luôn. Lăn ôm cái ôm qua nằm bên ngủ queo. Nó làm gì làm hết nói nổi luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Đăng ký kênh ủng hộ Ngân để cho Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa. Bye bye. Nhấp vô chữ đăng ký, nhấp vô quả chuông và nhấp vô chữ tất cả để Ngân đăng video thì cả nhà sẽ nhận được thông báo nha.